Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, việc trồng cây xanh phong thủy trong nhà đóng một vai trò đặc biệt quan trọng đối với những người tuổi Tuất và giúp họ phát huy thế mạnh, hỗ trợ bản mệnh khắc phục điểm yếu để thành công hơn trong công việc và cuộc sống, cũng như giữ gìn được hạnh phúc, hòa khí trong gia đình. Theo sự tư vấn của thầy Tâm Khoa, một chuyên gia hàng đầu trong Hiệp hội Phong thủy Việt Nam, không phải bất kỳ loại cây nào cũng thích hợp với chủ nhân tuổi Tuất. Sau nhiều năm nghiên cứu và đúc kết kinh nghiệm dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, thầy đã tìm ra được loài cây tuyệt vời nhất dành cho người tuổi Tuất, giúp họ giàu sang phú quý, phúc lộc đầy nhà. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những điểm yếu và thế mạnh trong tính cách cũng như vận mệnh của người tuổi Tuất để đúc kết ra loài cây phong thủy phù hợp nhất. Nhắc đến người tuổi Tuất, ta sẽ nghĩ ngay đến hiện thân của sự chân thành, chính trực, ngay thẳng và giàu lòng chính nghĩa. Trong cuộc sống, họ luôn tôn trọng sự công bằng, đứng về phía kẻ yếu. Trong tình cảm, họ là người biết lắng nghe, biết chia sẻ nỗi buồn với người khác. Vì vậy, đa số những người tuổi Tuất đều nhiều bạn bè, chung sống hòa bình với mọi người. Những người cầm tinh con chó có đặc điểm nổi bật là tốt bụng, luôn suy nghĩ cho người khác hơn là bản thân mình, sẵn sàng giúp đỡ, che chở cho người khác. Trong tình cảm, họ rất coi trọng gia đình và những văn hóa truyền thống. Người tuổi Tuất sẽ đối xử hết mình với những ai sống tốt với họ. Khi đứng trước sự bất công, họ không thể bỏ qua được mà thường sẽ nổi cáu tức giận. Nhưng khi sự nóng giận qua đi thì họ bình tĩnh rất nhanh. Họ cũng là người không quan tâm tới sự đố kỵ hay hoài nghi mà chỉ tức giận với sai lầm. Hơn nữa, họ không để bụng khi sự việc đã qua. Trong công việc, đây là những nhân viên trung thành và nhiệt huyết với công ty. Họ sẵn sàng làm tất cả để thúc đẩy sự phát triển của cả tập thể. Trong cuộc sống, người tuổi này có bản tính cần cù, ham học hỏi, tìm hiểu những điều mới lạ. Nói về tài vận của người tuổi Tuất thì khá tốt. Họ cũng là người làm ra tiền nên họ hiểu rõ giá trị của tiền bạc. Vì vậy, họ không hề tiêu xài phung phí mà biết cách chi tiêu sao cho hợp lý. Tuy nhiên, thầy Tâm Khoa cho rằng con người ta mạnh ở chỗ nào thì cũng sẽ yếu ngay tại điểm đó. Cũng chính vì tính cách trung thành của bản thân mà đôi khi người tuổi Tuất gặp bất lợi cho sự thăng tiến trong sự nghiệp. Họ có xu hướng chọn yên ổn, làm việc cố định tại một nơi, tận tâm với một ông chủ và đi theo lối mòn tư duy của người trước. Vì lẽ đó mà họ bỏ lỡ nhiều cơ hội để phát triển ở môi trường tốt hơn hoặc thời cơ để phát tài. Đồng thời, sự chân thành quá mức trở thành điểm bất lợi khiến họ dễ bị người khác lợi dụng, nhất là những kẻ tiểu nhân có âm mưu ngáng đường phá hoại tiền đồ của Tuất. Vậy làm thế nào để tuổi Tuất có thể phát huy những thế mạnh và khắc phục điểm yếu của mình, giúp cho công việc được suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc và hòa hợp hơn? Bí quyết đơn giản chính là trồng cây phong thủy hợp tuổi hợp mệnh. Cùng là người tuổi Tuất, nhưng tùy vào mệnh khác nhau trong ngũ hành mà ta sẽ có sự lựa chọn loài cây phong thủy sao cho phù hợp. Thứ nhất, tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, nên trồng cây gì? Đầu tiên là tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Theo phong thủy thì người này thuộc mệnh kim. Xét trên quan niệm ngũ hành tương sinh tương khắc thì người tuổi này rất hợp với màu nâu hoặc trắng, vì nâu thuộc thổ mà thổ sinh kim và trắng thuộc kim là màu bản mệnh. Chính vì thế, khi chọn cây cảnh, nên chọn những cây có màu sắc chủ đạo màu này sẽ khiến cho gia chủ được giàu sang và may mắn hơn.
Bên cạnh đó cũng nên tránh chọn mua những loại cây có màu đỏ, hồng, cam hoặc xanh dương sẽ không tốt cho người tuổi này do hỏa khắc kim. Gợi ý loại cây để bàn làm việc phù hợp cho người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 mệnh kim là cây ngọc ngân, cây kim phát tài, cây búp sen, cây cau nhật, cây xương rồng. Trong đó thích hợp nhất với Canh Tuất chính là cây xương rồng. Đây là loại cây có khả năng thích nghi và phát triển trong những môi trường khắc nghiệt. Cây xương rồng còn là biểu tượng cho sức mạnh cũng như sự kiên trì, bền bỉ và chịu đựng. Mà người tuổi Tuất rất dễ bị tình cảm chi phối, nên việc trồng một cây xương rồng ở trong nhà cũng thể hiện được quyết tâm vượt qua thử thách và đạt được mục tiêu lớn lao của đời mình. Thứ hai, tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, trồng cây nào để hạnh phúc bình an? Bật mí với quý vị rằng tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 theo phong thủy sẽ thuộc mệnh mộc. Theo quy luật tương sinh tương khắc với người tuổi này thì màu sắc hợp sẽ là những màu thuộc hành thủy và hành mộc như màu nâu, xanh nước biển, xám, đen. Chính vì thế, màu cây trồng được chọn trồng cũng nên có màu sắc chủ đạo là những màu này thì sẽ mang lại may mắn, tài lộc và bình an cho gia chủ. Gợi ý loại cây phong thủy phù hợp cho người tuổi Tuất sinh năm 1958 là cây phát tài, cây thiên tuế, cây ngọc ngân, cây đế vương, cây ngọc bích, cây vạn niên thanh. Trong đó, cây vạn niên thanh là tương hợp nhất với Mậu Tuất. Vạn niên thanh có tác dụng kích hoạt trường khí, có tác dụng hóa giải sát khí và thúc đẩy kích hoạt sao tứ lục. Trong phong thủy, những người tuổi Mậu Tuất trồng cây vạn niên thanh sẽ luôn thành công trong công việc, bởi vì vạn niên thanh tượng trưng cho sự thông minh, đầu óc sáng suốt, luôn phát huy được thế mạnh của bản thân trong công việc và cuộc sống. Thứ ba, tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, trồng cây gì để giàu có? Theo thầy phong thủy Tâm Khoa thì người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 thuộc mệnh thủy. Chính vì thế, gia chủ nên chọn trồng những loại cây có màu sắc tương sinh với mệnh thủy như trắng, xanh dương để đặt trên bàn làm việc. Vì màu trắng thuộc kim mà kim sinh thủy rất hợp. Bên cạnh đó, nên tránh mua hoặc trồng những loại cây có màu vàng hoặc nâu. Vì thuộc thổ mà thổ thì khắc thủy sẽ khiến gia chủ làm ăn không được thuận lợi và công danh sự nghiệp bị cản trở. Một số loại cây phong thủy phù hợp cho người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 là cây phát tài, cây vạn niên tùng, cây thiên tuế, cây hoa lan. Những cây này rất đẹp, dễ trồng và mang lại nhiều may mắn. Nếu người tuổi Nhâm Tuất trồng có thể được giàu sang, thịnh vượng và phát tài phát lộc. Nếu bạn hoặc người thân thuộc tuổi Nhâm Tuất, nhất định nên trồng một cây kim ngân trong nhà. Cây kim ngân được xem là loài cây rất phù hợp với người tuổi Nhâm Tuất, bởi người này thường không biết nắm giữ, quản lý tiền bạc và thường xuyên bỏ lỡ cơ hội tốt để kiếm tiền. Đặt cây kim ngân trong phòng làm việc hoặc trong nhà sẽ giúp hỗ trợ đường công danh, tài lộc và tích lũy tiền bạc cho gia chủ may mắn, thịnh vượng, giàu sang. Thứ tư, tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994, trồng cây gì để thăng tiến trong sự nghiệp? Bạn có biết rằng những người tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 thuộc mệnh hỏa? Do đó màu sắc may mắn của họ sẽ là màu đỏ, hồng, cam, tím. Dựa vào đây để chọn một loài cây thích hợp. Cũng do mộc sinh hỏa nên những loại cây thuộc hành mộc nếu được đặt trên bàn làm việc cũng giúp người tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 gia tăng tài lộc và được quý nhân phù trợ.
Bên cạnh đó, cũng không nên trồng những loại cây có màu xanh dương, nâu đen, vì theo phong thủy, màu này tương khắc với mệnh của người Giáp Tuất, tức thủy khắc hòa, sẽ khiến gia chủ hao tài tốn của. Xin được gợi ý một số loài cây phù hợp cho người tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 là cây lộc vừng, cây bạch mã hoàng tử, cây hồng môn, cây hoa mai, cây trúc cành. Đặc biệt phù hợp nhất là cây bạch mã hoàng tử. Loài cây có cái tên rất đẹp này được biết đến với khả năng thu hút vượng khí cho căn nhà của bạn luôn tràn đầy năng lượng tốt. Với dáng vẻ quý phái của mình, bạch mã hoàng tử giúp cho người tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 gặp nhiều may mắn, thăng tiến và suôn sẻ trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, trên thực tế đã có rất nhiều người tuổi Tuất sau khi lựa chọn được một loại cây phong thủy phù hợp với bản mệnh của mình, họ đã trở nên hạnh phúc và đón nhận được nguồn năng lượng dồi dào để vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống. Điều này đã chứng minh được cây xanh thật sự là một liệu pháp phong thủy hữu hiệu, mang tới những điều tích cực đối với chủ nhân tuổi Tuất. Trong phần tiếp theo của chương trình, Phú Quý Tài Lộc sẽ tiếp tục chia sẻ về loài cây đặc biệt dành cho người tuổi Bính Tuất. Xin mời theo dõi. Thứ 5, tuổi Bính Tuất, mệnh Thổ, trồng cây gì để khỏe mạnh trường thọ? Quý bạn thân mến, người tuổi Bính Tuất sinh năm 1946, theo ngũ hành sẽ thuộc mệnh Thổ. Theo thầy Tâm Khoa, người tuổi này nên chọn những loài cây có màu đỏ, hồng, cam hoặc tím vì hỏa sinh thổ, hoặc là những cây có màu nâu vàng thuộc yếu tố đất, chính là bản mệnh của mình. Phú Quý Tài Lộc xin được gợi ý loài cây phù hợp cho người tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 là cây lộc vừng, cây hoa mai vàng, cây dứa cành nến, cây hồng môn, cây vạn tuế, cây thiên tuế. Trong đó, loài cây phù hợp nhất là cây dứa cành nến. Dứa cành nến được xem là loài cây cành tượng trưng cho tình yêu đang bùng cháy. Những người tuổi Tuất sống rất tình cảm và chân thành, nên đôi khi những đổ vỡ trong chuyện tình cảm sẽ làm họ mất niềm tin vào tình yêu. Một cây dứa cành nến đặt trong nhà sẽ giúp người tuổi Tuất luôn hạnh phúc và vui vẻ, tinh thần sảng khoái và thư giãn hơn. Quý vị thân mến, vậy là trong chương trình ngày hôm nay, Phú Quý Tài Lộc đã chia sẻ về các loài cây phong thủy phù hợp với người tuổi Tuất theo từng cung mệnh khác nhau trong ngũ hành, giúp thúc đẩy tài chính và thu hút vận may trong cuộc sống. Bên cạnh đó, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm những kiến thức chính thống và chuẩn xác về phong thủy và đời sống tâm linh, quý vị có thể theo dõi các video của thầy Tâm Khoa, một chuyên gia uy tín trong Hiệp hội Phong thủy Việt Nam, bằng cách nhấn chuột vào ô bên trái hoặc bên phải màn hình. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Và đừng quên đăng ký kênh YouTube của Phú Quý Tài Lộc, nhấp vào biểu tượng chuông để nhận thông báo và đón xem chương trình mỗi ngày. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!